kiểu hai nhóm thuốc tiếp theo của y học cổ truyền Hà Nam là nhóm thuốc tiêu hóa thức ăn và nhóm thuốc nhuận tràng, với các chia sẻ của các anh chị rất là nhiều. Trong đó thì cô muốn lưu ý với các anh chị là theo ý kiến của một số đóng góp của các anh chị ở trong nhóm y học cổ truyền Hải Dương và Hà Nam, thì đặc biệt trong hai nhóm thuốc này chúng ta phải lưu ý đến nguyên nhân gây nên các cái triệu chứng đầy bụng rồi tiêu hóa kém đi ngoài và gì ạ? Và táo bón. Đặc biệt chú ý đến nguyên nhân, phải tìm ra nguyên nhân. Chứ còn đây tất cả những cái vị thuốc mà chúng ta đang tìm hiểu chỉ là những vị thuốc điều trị triệu chứng nếu như chúng ta dùng đơn độc. Cái thứ hai nữa là các cái phần mà các anh chị đã chia sẻ, thì trong đó có một cái phần của chị Yến, chị hỏi là các anh chị có rất nhiều kinh nghiệm rồi tại sao còn đi học và trung cấp. Thế thì câu này thì cô để cho các anh chị thảo luận với nhau khi nghỉ giải lao, bởi vì nó không thuộc vào cái phần bài học. Và phần cuối cùng là cái phần mà các cái phần chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng, thì cái phần này cô sẽ tổng hợp lại sau khi mà kết thúc môn môn đông dược thừa kế, để cho các anh chị làm tư liệu để sau này các anh chị tham khảo cũng như là áp dụng được trên các cái bệnh nhân cụ thể trong quá trình làm nghề của các anh chị. Thế thì chúng ta đi tìm hiểu thêm một một nhóm thuốc nữa, sau đó thì khoảng 3 rưỡi thì lớp mình sẽ nghỉ giải lao được không ạ? Mời y học cổ truyền Hải Dương với nhóm thuốc ho long đờm ạ. Cô mời. Vâng, em chào cô À, mời ạ. anh Quyết. Vàng vàng, Vâng, chào anh Quyết. anh chị em lớp Hà Nam và lớp Hải Dương, em xin trình bày với lại cô với cả lớp về cái chương thuốc chữa ho long đờm ạ. Vâng, thuốc chữa ho là những thuốc làm hết hay làm giảm cơn ho. Nguyên nhân gây ho có nhiều nhưng đều thuộc về phế. Vì vậy khi chữa ho phải lấy phế, chữa phế là chính. Ho và đờm có quan hệ mật thiết. Các thuốc chữa ho có tác dụng trừ đờm hay ngược lại, những thuốc trừ đờm có tác dụng chữa ho. Tác dụng chung chữa ho do đàm ẩm hay nhiệt tà, phong tà phạm vào phế, phế khí bị trở ngại gây ho. Chữa hen suyễn khó thở, trừ đờm. Phân loại thì có thuốc thanh phế chỉ khái, thuốc ôn phế chỉ khái, thuốc ôn hóa hóa, hàn đờm, thuốc bình suyễn. Và trình bày cái thuốc thanh phế chỉ khái. Do táo nhiệt làm tổn thương phế gây ra ho, đờm dính, ho khan, mặt đỏ, miệng khát, đại tiện táo, người sốt, khó thở, lưỡi vàng dày, mạch phù sa, hay gặp ở bệnh nhân viêm họng, viêm phế quản cấp tính, viêm phổi. Một là tang bạch bì, bộ phận dụng tang bạch bì là vỏ rễ của cây dâu tằm, tính vị quy kinh, ngọt lạnh vào kinh phế, tác dụng chữa ho lợi liệu cầm máu, ứng dụng lâm sàng chữa ho hen đờm nhiều do viêm phế quản, viêm họng, viêm phổi, cầm máu do sốt gây chảy máu, nôn ra máu, ho ra máu. Sau khi đẻ chảy máu, sản dịch ra không ngừng. Lợi liệu trừ phù phụng, bí tiểu tiện, hoạt huyết, chữa sung huyết, đau do ngã. Liều liều dùng 6 đến 12 gram. Dùng sống hay sao mật. Kiêng kỵ nếu do ho phế hàn thì không nên dùng. Hai là tỳ bà diệp, bộ phận dùng là lá cây nhốt tây, tính vị quy kinh, đắng bình vào kinh phế vị, tác dụng thanh phế nhiệt, vị nhiệt, hạ khí giãn nghịch chỉ khái, ứng dụng lâm sàng chữa ho do phế nhiệt khó thở tức ngực, đờm khó khạc, chữa nôn do sốt lấc, vị nhiệt chỉ khát, do vị nhiệt gây mất tân dịch nên khát. Liều lượng ngày dùng 6 đến 12 gram, 22 đến 3 lá. Chú ý những người ho hàn và vị hàn không nên dùng. Khi dùng trải sạch các lông mịn nhỏ mặt lá, nếu không khi sắc lông đó thôi ra kích ứng, kích thích cổ họng và gây ho.
Các thuốc chỉ khái có tác dụng ôn phế, thanh phế, nhuận phế, giáng khí phế nghịch, đồng thời cũng có tác dụng hóa đờm, dùng để trị bệnh ho đờm nhiều nguyên nhân. Thuốc ôn phế chỉ khái, thuốc dùng để chữa ho thuộc chứng hàn, đờm hàn, bách bộ, bộ phận dùng là rễ của cây bách bộ, tính vị vi kinh, ngọt đắng, ấm vào kinh phế, tác dụng nhuận phế chỉ khái sát trùng, ứng dụng lâm sàng, chữa ho nhất là các trường hợp ho lâu ngày do lao, viêm phế quản mạn, người già bị ho, chữa ho gà, sát trùng ngoài ghẻ lở thì dùng ngoài, liều lượng, ngày dùng 3-6 gram, sao hoặc luyện mật, kiên kỵ, những người dạ dày ruột yếu, ỉa chảy không nên dùng. Hai là hạt củ cải lai phục tử, bộ phận dùng là hạt chín phơi khô của cây củ cải, tính Và vị vi kinh ngọt vào kinh phế thì tác dụng hóa đờm giáng khí, kích thích tiêu hóa lợi liệu. Ngoài ra còn dùng để lấy thai chết niu. Hạt cải sao uống 8 gram trên một ngày, liều dùng ngày dùng 6 đến 12 gram, kiêng kỵ những người khí hư không có thực tích, đàm trệ không nên dùng. Hạnh nhân, bộ phận dùng là nhân của hạt quả mơ, tính vị vi kinh đáng ấm vào kinh phế đại tràng, tác dụng chữa ho long đờm nhuận tràng, ứng dụng lâm sàng chữa ho và hen do lạnh, nhuận tràng táo bón do thiếu thân dịch, hay gặp ở những người già phụ nữ sau khi đẻ. Liều dùng 4 đến 12 gram trên ngày, khi dùng cần qua chế biến bỏ vỏ sao vàng hoặc để cả vỏ sao, kiêng kỵ những người chảy không nên dùng do có chất độc HCN, cho nên lượng dùng không quá nhiều, không dùng cho trẻ em. Cúng chanh, bộ phận dùng toàn cây trên mặt đất, tính vị quy kinh, có vị cay tính ấm mùi thơm, ứng dụng lâm sàng chữa ho viêm họng viêm thanh quản dị ứng nổi về đây, chữa cảm cúm sốt không ra mồ hôi, liều dùng 6 đến 12 gram. Thuốc thanh hóa nhiệt đờm, tinh tre tên khác là trúc nhự, đạm trúc nhự, trúc nhự thanh, bộ phận dùng là tinh cây tre non, nhiều khi tính vị vi kinh ngọt lạnh và ý mày là kinh gì? phế vị can, Tao hỏi tác dụng mày thanh phế nội đàm thanh bà nhiệt sinh sản đàm nghị, bà mày ứng dụng có lâm bị sàng bà lăng nhăng không, chữa không mày có bị đàm đàn bà đờm lăng nhiều nhăng do không, viêm phế quản viêm mày phổi hay nghe dùng bà như bán hạ trần không, bì, không mày chữa nôn và lấc không do bị nhiệt, tại sao mày lại do sốt nôn ra nước chua hoặc nôn khan, chữa chảy máu do sốt gây rối loạn thành mạch, chảy máu cam rong huyết, an thai do sốt gây động thai, dùng nước tiên tre sao vàng uống từ từ, liều dùng ngày 6 đến 12 gram, dùng sống hoặc sao vàng. Thuốc ôn hóa hàn đờm, bán hạ chế, bộ phận dùng bán hạ chế là của cây bán hạ họ giấy, chế với nước gừng, ở nước ta gọi là cây chóc chuột, củ to là lan tinh, củ bé là bán hạ, củ nhỏ bằng ngón tay cái là bán hạ mới tốt. thấy mình làm một mình và chú thỏ đâu lại đi Tính đâu vị quy bao giờ kinh cũng biết cay nóng có độc vào mà kinh tỳ ăn vị, tác dụng thì táo thấp hóa đờm sản phẩm giờ hòa vị tiêu viêm may cho tán chú kết, thỏ trắng lại đáp ứng dụng ứng cho lâm chú thỏ trắng sàng táo thấp thế hóa đờm do vị ra tỳ vị không vận hóa được đàm ở mức gây ho đàm nhiều tức ngực gầy bắt gây đầu hoa mắt, ngủ với một đêm chữa nôn mửa do lạnh, anh sẽ phụ nữ chỉ việc ra do cho em có thai bắn chữa lại đau chắc chắn bụng đau họng lần này chú thỏ lao trắng hạch, đã cảnh giác hơn để nhuận tràng chữa táo bón thưởng thức để do em không thể nào chạy hư thoát được, chứng do hàn, nhưng mà lúc hai tiêu lúc viêm trừ ba ngủ lúc bỗng nhiên chú dùng thỏ ngoài trị trắng rắn cắn, tiếp lúc nào thì không biết sưng đau dùng quán hạ mà tươi giã lát đắp vào, trắng bây giờ là khỏi phải dùng đấy đều dùng ngày 6 đến 12 sao gram, nó kiêng vẫn kỵ không dùng được những người có chứng em táo là muốn biết vì nhiệt sao mà không nên dùng, phụ nữ có thai dùng cẩn trọng. Thuốc bình chiễn bạch quả, bộ phận dùng là phơi hay sấy khô của cây ngân hạnh hay cây bạch quả, tính vị vi kinh vị ngọt đắng sáp, tính bình có độc đi vào kinh phế vị, ứng dụng lâm sàng bình chiễn hóa đờm, dùng để trị hen suyễn ho phối hợp với ma hoàng hạnh nhân, thu sáp chỉ đới dùng cho bệnh nhân khí hơi bạch đới của phụ nữ hoặc sau khi tiểu đục tiểu nhiều đái dầm, có thể phối hợp với tỳ giải sa tiền chi tử.
Liều dùng 6 đến 12 gam, chú ý bạch quả có tác dụng ức chế sinh trưởng của trực khuẩn nào? Hoạt chất có tác dụng là axit rước sắc bạch quả, có ức chế một số lấm ngoài da. Bạch quả sống có độc cần phải qua chế biến. Hẹ tên khác là đen tàu, phế tử, cửu cửu thái, dã tử, phát các phàn, hạt gọi là cửu thái tử, bộ phận dùng với toàn cây và rễ, ngoài ra còn dùng hạt, tính vị vi kinh có vị cay ngọt, tinh ôn không độc, vào kinh can, kinh thận, tác dụng có tác dụng làm bổ can thận, làm ấm lưng gối, dùng làm thuốc chữa tiểu tiện nhiều lần, đái xoắn, mộng tinh, bạch trọc, ứng dụng lâm sàng, lá và củ giò chỉ, giò thường dùng làm chữa bệnh ho cho trẻ em, lá hẹ hấp đường hay được phèn trong nồi cơm hoặc đun cách thủy, còn dùng chữa các bệnh kiết nị ra máu, làm thuốc bổ, giúp sự tiêu hóa tốt cho gan, thận, chữa di tinh tiểu nhiều lần, nước sắc lá hẹ còn dùng để chữa bệnh run kim, sắc uống, liều dùng, người lớn ngày dùng 2 đến 30 gram, trẻ em tùy theo cân nặng. Chú ý những người âm hư hỏa vượng không dùng được. Báo cáo cô là em trình bày cái phần thuốc chữa ho long đờm của em là hết. Thì xin ý kiến của cô giáo với để tất cả anh em trong nước tham gia đóng góp ý kiến cái bài của em ạ. Vâng, cảm ơn anh Quyết. Dạ vâng. Vâng vâng, cảm ơn anh Quyết với một cái phần trình bày, phần chuẩn bị bài rất là chi tiết và cụ thể. Thế tuy nhiên là cô chỉ thấy là trong cái phần trình bày của anh thì anh cũng đã chia ra rất rõ ràng là nhóm thuốc chữa ho long đờm thì có các cái phần thanh phế chỉ khái, rồi ôn phế chỉ khái, rồi ôn hóa nhiệt đàm, ôn hóa hàn đàm. Tuy nhiên là trong cái phần này thì bởi vì là bộ môn thì xếp vào cái thuốc trừ đàm và thuốc thuốc chữa ho và thuốc trừ đàm vào cùng một nhóm, đúng không ạ? Thế nhưng mà tuy nhiên là nếu mà trong quá trình mà các anh chị tìm hiểu ấy thì cô khuyến khích các anh chị là các anh chị tìm hiểu cái nhóm thuốc trừ đàm riêng và cái nhóm thuốc chữa ho riêng. Trong đó thì thuốc trừ đàm thì có thuốc thanh hóa nhiệt đàm và thuốc ôn hóa hàn đàm. Còn thuốc chữa ho thì có thuốc ôn phế chỉ khái và thuốc thanh phế chỉ khái. Bà, báo cáo cô thì... Khái niệm thì em cũng làm tắt. Chứ kể ra thì là nó cũng phải bốn cái khái niệm riêng. Đúng rồi ạ. Trong đó thì có cả thuốc thanh phế chỉ khái và thuốc bình xuyên nữa. Một vài vị nữa thì các anh chị sẽ bổ sung thêm, ví dụ như là vị thuốc ma hoàng thì có thể là anh Quyết chuẩn bị nhiều quá thì anh Quyết có quên vị ma hoàng, đúng không ạ? Trong cái phần thuốc bình xuyễn có ma hoàng cô ạ. Rồi, cô xin lỗi, thế thì anh đã trình bày rồi nhưng mà vì có thể là cô không nghe rõ. Rồi ạ. Vâng, cảm ơn anh Quyết với phần chuẩn bị bài và trình bày rất là đầy đủ và xúc tích. Và cô mời các anh chị ở trong lớp mà sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của mình về nhóm thuốc này. Mời bạn Nguyễn Thái Diễm Như nào. Cô mời bạn Nguyễn Thái Diễm Như nào. Cô mời bạn Nguyễn Thái Diễm Như nào. Nguyễn Thái Diễm Như vắng mặt. Cô ơi, cô em đây ạ. Em chưa đổi tên, em là Nguyễn Thế Nhanh. Thế tại sao lại ở đây để có Nguyễn Thái Diễm Như? Cô đang nghĩ là Nguyễn Thái Diễm Như của Hà Nam. Nguyễn Thái Diễm Như là tên con gái em, tại vì cứ để cho cháu nó vào nó học Zoom nên là em quên, em chưa đổi ạ. Rồi được rồi, cô sẽ đổi cho nhanh. Em tự đổi đúng không? Thế thì mời nhanh, cô mời nhanh
Có chia sẻ về hai cái nhóm thuốc mà trình bày. Cô ấy cái Bật món thuốc đông camera dược lên này. đi. Bật camera Cô, lên đi. vâng, em bật rồi ạ. Cái món thuốc đông dược này thì em cũng chưa chưa tiếp xúc nhiều, thế nên là cô cho em được lắng nghe thôi ạ. Rồi em đã tìm hiểu về hai nhóm thuốc mà của nhóm mình chuẩn bị đấy. Nhóm Hải Dương Dạ. chuẩn bị đấy. Cái đấy là nhóm an thần của ạ. Nhóm an thần đấy, nhưng mà tất cả thì theo sự phân công của anh Hải là lớp trưởng, thế nên là đúng là cái này dạ Rồi, em cũng các bạn cũng 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 đều không các không có bạn cái sự sâu sát. đúng rồi Dạ. đi học thì các anh chị cố gắng, các bạn ngoài những bạn mà được phân để chuẩn bị bài để trình bày thì các bạn cũng cố gắng là đọc và tìm hiểu thuốc mà nhóm mình chịu trách nhiệm Dạ. để bổ sung thêm ý kiến nếu như mà người chuẩn bị chưa Vâng. đầy đủ. Bởi vì nó người người trình bày nó cũng quan trọng nhưng người hỗ trợ cho trình bày thì cũng không quá kém phần quan trọng như là người trình bày. Vâng. Bởi vì đấy cũng là một cơ hội để cho các anh chị đọc sách để tìm hiểu thêm về các cái vị thuốc mà mình đang học thôi mà. Dạ. Giờ cô cảm ơn nhanh. Mời anh Đoàn Dạ. Văn Tuyền ạ. Mời anh Tuyền ạ. Cô mời anh Đoàn Văn Tuyền ạ. Vâng, em chào cô giáo và chào cả lớp Vâng. Mời anh. ạ. Và em thì cũng không có cái ý kiến gì và cũng nhất trí với cái ý kiến mà của chỗ anh Quyết. Anh Quyết mà vừa trình bày cũng rất khá là đầy đủ rồi cô. Nên em cũng không có ý kiến Em gì cơ. đã em có tìm hiểu thêm về các cái vị thuốc này không? Và có Dạ chia vâng, em hôm nay là cô đang muốn là em chia sẻ với cái quan điểm cá nhân mà. Cái quan điểm cá nhân của em thì cũng nói chung là em thì cũng tìm hiểu về cái đang tìm hiểu về cái thuốc này cô. Rồi Hiện rồi tại em cảm thì ơn. em Rồi làm cảm về ơn. cái vâng về về gia truyền về cái xương khớp thì thực ra cái này thì em cũng đang tìm hiểu đó cô. Tìm hiểu thêm Thế tại sao mà đấy. hôm trước đang làm gia truyền về nhóm thuốc xương khớp thì tại sao hôm nọ Vâng. thấy nhóm thuốc phát tán phong thấp mà lại không thấy anh Tuyền chia sẻ gì cho lớp nhỉ? Hay là anh Không, Tuyền đang giấu tại nghề? vì là không, em cũng không giống nghề đâu, nhưng mà cũng không không qua được các cao thủ đâu, các cao thủ Không hay không, những thực thầy bác ra là vũ cái ở này Hà là chia Lan ấy sẻ, thì cũng cái này chia sẻ bởi vì là trong lớp ấy thì cả nhóm Hà Nam cả nhóm Hải Dương các anh chị biết cái gì, các anh chị đều chia sẻ cho thành viên trong lớp, cho các đồng môn trong lớp. Thế vì vậy nên là thôi được rồi, thế thì để xem sang một cái nhóm khác, ví dụ như là nhóm thuốc bổ dương, bởi vì bổ dương thì nó cũng thuốc bổ thì nó cũng liên quan đến trực tiếp đến 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 tặng vì là nó chủ cốt tủy đúng không ạ? Thì anh mời anh Tuyền sẽ chia sẻ nhiều hơn nhé. Cảm ơn anh Tuyền. Dạ vâng, em chào cô ạ. Cô mời bạn Hoàng Thị Hải Yến. Cô mời bạn Hoàng Thị Hải Yến nào. Hải Yến vắng mặt. Ơi. À rồi. Vâng ạ. Tại sao mãi không thấy xuất hiện? Điện thoại của em nó hơi đơ, ấn mãi không được. Rồi rồi rồi, không sao. Vâng ạ. Theo như em cũng là thành viên mới vậy ạ. Bây giờ em mới chuẩn bị bây giờ em bắt đầu học ạ, nên em cũng học hỏi nhiều ở các bác các chú đấy. Nhưng mà em có một câu hỏi ạ, nói về cái vị thuốc bách bộ ấy ạ. Theo như em được biết thì cái bách bộ đấy vừa chữa ho được ạ. Nhưng mà em thấy bác Quyết ạ, bác ấy bảo là những người mà ỉa chảy thì không nên dùng. Nhưng mà em thấy như em ấy ạ, có một lần em còn nấu cao bách bộ thì mợ em có dùng, trong khi đấy mợ cũng đang bị đấy là bị viêm đại tràng thì phân của mợ ấy có hơi lỏng, nhưng mà sau khi mà mợ đấy có dùng cái cao bách bộ đấy thì lại đi mợ nói là lại dùng rất tốt.
phân không bị lỏng nữa. Thế nên là em có muốn hỏi bác là lại là như thế là có đúng hay không, hay là cái tác dụng của nó như thế nào ạ? Em hỏi anh Mạc Văn Quyết đúng không? Nào mời câu trả lời của anh Quyết ạ. Báo cáo cô là trong cái phần bách bộ thì người ta là chỉ có kiêng kỵ những người khí hư không có thực tích, đàm đờm trệ không nên dùng. Đấy chứ cứ nghe rất lại không ra. Vâng. À, cảm ơn cô ạ. Vâng, cảm ơn anh. Người khí hư ạ. Đấy bạn Hải Yến nghe thấy chưa? Tức là trong cái phần của anh ấy thì không có cái phần đấy. Thế thì có lẽ là em nghe nhầm thôi đúng không? Nhưng thực ra thì bách bộ ấy là bộ phận dùng của bách bộ là rễ của cây bách bộ. Và bách bộ thì có vị ngọt, đắng, tính hơi ấm, chủ yếu quy vào kinh phế. Chủ yếu và ứng dụng lâm sàng của vị bách bộ là chữa cảm mạo phong hàn. Trong cái trường hợp mà cảm phải phong hàn gây phế khí ngưng trệ thì dùng có các cái triệu chứng là ho, ngạt mũi, khản tiếng, đau họng và tức ngực thì sẽ dùng bách bộ. Ngoài ra thì bách bộ còn có tác dụng chữa ho và long đờm nữa. Và cái tác dụng cuối cùng mà các anh chị có thể ứng dụng đó là tiêu viêm, làm bớt mủ áp xe nhưng mà ở phế hoặc là ở gì ạ? Theo cái giải phẫu hình thái của y học hiện đại là ở hai lá phổi hoặc là các vết thương ngoại khoa nhiễm khuẩn khác thì chúng ta có thể dùng bách bộ. Thế còn ngoài ra thì trong tất cả các cái tài liệu mà cô đã tham khảo thì chưa có phần tài liệu nào nói đến bách bộ có tác dụng đối với phần tiêu hóa. Thế thì cái này nếu như mà anh chị nào có kinh nghiệm và đã sử dụng cái vị bách bộ trong điều trị ở đại trường và tiểu trường, các cái tổn thương và các cái chứng hậu ở đại trường và tiểu trường thì các anh chị chia sẻ. Chắc là cô này cô ấy chữa về tiêu hóa, chắc là do bị run thì nó chữa về run thì có. Chứ em chưa nghe thấy là chữa về đúng tiêu rồi hóa. Ạ, cô đọc tất cả các tài liệu thì đều nói là cái tác dụng và ứng dụng lâm sàng của bách bộ như vậy. Thế còn chưa thấy cái tài liệu nào nói đến như thế. Thì bạn Hải Yến có thể về hỏi thêm người nhà của mình, nếu như đã làm gia truyền từ rất lâu rồi, có kinh nghiệm lâm sàng thì em thu thập lại để nếu có cơ hội thì em chia sẻ lại cho các anh chị để các anh chị hiểu biết thêm một cái tác dụng nữa của bách bộ nếu như đã có cái thử nghiệm trên lâm sàng hoặc là cái kinh nghiệm dùng lâu năm. Rồi cảm ơn anh Chiến, cảm ơn bạn Hải Yến. Thế thì bây giờ lớp mình nghỉ giải lao một chút nhé. Các anh chị nghỉ giải lao một chút xong rồi 4 giờ kém 15, 3 giờ 45 thì chúng ta lại tiếp tục nhé. Vâng ạ. Vâng, cảm ơn các anh chị. Mời cả lớp nghỉ giải lao. Không biết là cái nhóm cô hỏi một chút là không biết là cái nhóm mà y học cổ truyền Hà Nam ấy các anh chị vào sau ấy ạ. Thì anh Hải còn có mặt ở đây không ạ? Anh chị Ngọc Hải còn có mặt ở đây không ạ? Cô ơi có cơ ạ. À vâng. Thế này nhá, cái lịch tuần sau ấy đáng lẽ là các anh chị có một buổi, các anh chị có hai buổi học lý luận. Nhưng mà bởi vì là cô có việc bận ở bên Học viện Y Dược của truyền Việt Nam, thế nên là tạm thời đến hôm nay thì vẫn chưa nhận được lịch mới ở bên Học viện Y Dược học của truyền Việt Nam. Nhưng nếu như mà lịch bên đó có thay đổi thì lớp mình sẽ học lý luận vào tối thứ năm và tối thứ tư và tối thứ sáu. Thế hiện tại bây giờ là các anh chị đang học tiếng Trung là vào thứ sáu đúng không ạ? 246. Thế thì nếu như mà
nếu như mà lịch có thay đổi thì cái nhóm y học của trường Hải Dương ấy, Hà Nam ấy, các anh chị sẽ học môn lý luận tiếp theo vào tối thứ ba và thứ năm. Còn nếu như mà cô không sắp xếp được lịch thì các anh chị chỉ học một buổi duy nhất vào thứ năm thôi ạ. Vào thứ năm thì hiện tại đến thời điểm này thì cô vẫn chưa báo lại lịch với phòng đào tạo vì còn chờ lịch. Thì để đến xong hết ngày thứ hai thì cô sẽ báo lại lịch với lại nhóm của chị Ngọc Hải nhé. Với lại bạn Tho thì có tham gia cái nhóm đấy thì theo dõi giúp cô để thông báo cho các bạn cái lịch học buổi tối. Vâng, các anh chị nghỉ giải lao đi ạ. Vâng, vâng. Nào, mời anh lớp trưởng Hải Dương đi. Các anh lớp trưởng Hải Dương Thưa cô, hôm nay là nhóm lớp ở Hải Dương bọn em là có về tỉnh hội để học ở trên tỉnh hội. Cho nên là hôm nay văn hóa văn nghệ là nó thiếu mất đàn guitar đúng không? À, dạ. Đúng rồi. Rồi. Thế thì nhiều khi mà nghệ sĩ thì có thể biểu diễn chay cũng vẫn hay mà anh Hải. Dạ. Vấn đề là tự diễn chay được cơ ạ. Vâng. Em xin hát tặng tất cả tặng cô giáo và tất cả các bạn học viên một đổ một câu vọng cổ ạ. Xin cảm ơn. Các bạn có muốn nghe em hát một câu vọng cổ không ạ? Có chứ. Có. Sau đó thì như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng, nay bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng. Xin hết ạ. Và được tiếp mục múa của bạn các bạn nữ Hà Nam nhé. Bác ở Hà Nam chơi piano vừa rồi hay quá. Piano. Tiếp đi bác ơi. Tiếp đi. Thank you.
Anh Việt giáo phúc này thân nhiệt tàng hoàng Thank you.